Nếu bạn là một người đam mê với việc mua sắm tại Nhật thì đấu giá Yahoo, Mercari, Pro Order hàng Nhật đã không còn quá xa lạ với bạn. Là sàn đấu giá lớn nhất và uy tín tại Nhật Bản, Yahoo Auction cho phép bạn mua các loại hàng hóa với ngành hàng đa dạng như thời trang, gia dụng, công nghệ, VV, mẹo hay cách đấu giá hàng si Nhật có giá tốt thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội bảo hiểm 100%, tóm tắt bài viết 2 một đấu giá yahoo nhật là gì hai ưu điểm của việc đấu giá yahoo ba đấu giá trên yahoo nhật bản cần có những điều kiện quy tắc gì bốn để tiến hành sử dụng dịch vụ bạn thực hiện các bước đơn giản sau đấu giá yahoo nhật là gì người nhật sau một thời gian sử dụng các món đồ điện tử hoặc gia dụng của mình thì thường bán lại trên các chợ thương mại điện tử hoặc đấu giá Bản chất người Nhật sử dụng đồ thường giữ gìn và bảo quản rất tốt nên nhiều món sau một thời gian sử dụng vẫn gần như mới. Ở đây chúng ta có thể đấu giá với những người khác để mua lại những món đồ ấy với giá cả phải chăng mà vẫn có hàng chất lượng made in Japan. Ngoài đấu giá mua lại đồ cũ, bạn cũng có thể vào các website thương mại điện tử của Nhật. Hiện nay tại Nhật Bản có 3 trang đấu giá hàng Nhật uy tín. Những trang này được người Nhật coi như ba chợ trời online của Nhật Bản giống như kiểu chợ tốt, Tiki, Lazada ở Việt Nam vậy sản phẩm được bày bán đấu giá trên những trang này rất đa dạng từ những sản phẩm cổ quý hiếm cho đến những sản phẩm hiện đại thời thượng mới được tung ra thị trường mặc dù ba trang này chỉ cung cấp dịch vụ cho người dùng tại nhật bản nhưng lại được hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng không chỉ do giá được đấu trên đây rất rẻ mà sản phẩm cũng rất chất lượng như amazon nhật amazon.co.jp rakuten https://www.rakuten.co.jp gạch chéo đóng hoặc đơn hoặc yahoo https://auctions.yahoo.co.jp gạch chéo đóng hoặc đơn ưu điểm của việc đấu giá yahoo mua hàng mới và cũ với giá cạnh tranh và uy tín Tích hợp các dịch vụ thanh toán trực tuyến như thẻ tín dụng, PayPal, TePay với nhiều ưu đãi về giá, đấu giá trên Yahoo Nhật Bản cần có những điều kiện. Quy tắc gì, đấu giá trên Yahoo Nhật sẽ giúp bạn sở hữu những mặt hàng chất lượng, những mặt hàng cổ quý hiếm với mức giá cực tốt mà bạn khó có thể mua được ở các web thông thường khác. Tuy nhiên, khi tham gia đấu giá bạn cần có những điều kiện cũng như phải tuân theo những quy tắc của phiên đấu giá cụ thể như. Phải có số điện thoại, địa chỉ, thẻ thanh toán nội địa Nhật hoặc thẻ thanh toán quốc tế. Bạn cần hiểu ngôn ngữ Nhật hoặc Anh để tìm hiểu sản phẩm, thông tin người bán và tiến hành các quy trình đấu giá. Khi tham gia đấu giá, nếu bạn ra giá thành công bạn không được hủy giá hay đổi trả sản phẩm. Bởi vậy, bạn cần phải trang bị cho mình những kinh nghiệm đấu giá để không phạm phải những sai lầm và có thể đấu giá thành công. Phẩy chấm Bước 1. Bạn hãy truy cập vào website HTTPS AUCTIONS yahoo co jp gạch chéo và lựa chọn món hàng mình mong muốn được đấu giá order. Bước 2. Copy link sản phẩm và gửi link đó vào phiếu yêu cầu mua hàng hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0983-1315.28 hoặc chat Viber, Zalo. Bước 3. Đội ngũ nhân viên của shop sẽ tư vấn, báo giá chi tiết đơn hàng cho bạn. Nếu bạn đồng ý với mức báo giá cùng chính sách dịch vụ,